Bồ câu bà con nó biết hết phải không bà con? Bồ câu là ăn thịt nó tốt lắm, nó hiền, mà nó tốt, nó đẹp, mà có đẹp bài hát nữa là nếu là chim tôi sẽ hát làm loài bồ câu trắng đó đó. Nhưng mà có những người thế này không nên ăn bồ câu bà con ạ. Ăn bồ câu vào thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi, chứ không tốt gì cho sức khỏe cả. Đó là người không nên ăn thịt bồ câu, là người bị sốt nóng trong người, huyết áp, bệnh tim, mắc bệnh gan, đau bụng, tiêu hóa kém hay là dị ứng thì không nên ăn thịt bồ câu. Còn ngoài ra là bồ câu nó tốt hết cho những người ăn được thịt. Mà ăn thì ăn hai con, tránh ăn bồ câu với gan heo. Bồ câu với gan heo là ăn được nè, ăn chung với thịt heo cũng được nè. Heo nấm, đầu khỉ, không ăn cùng tôm, cá giết. Bởi vì những loại này nó rất giàu vitamin A, B, E, canxi, sắt, tế bào, não. Trí nhớ phát triển, não nó giúp cho phụ nữ huyết hư tắc kinh được tốt. Bà con ơi, kênh chúng tôi một ngày ra 4 video nói về đời sống và sức khỏe. Bà con có thấy được, vui lòng đăng ký để video chúng tôi nó sớm đến với bà con. 4 video đời sống và sức khỏe chúng tôi nói hết và ủng hộ chúng tôi nha bà con. Và đồng thời như vậy là thấy được thì vui lòng chia sẻ để mọi người cùng nhau khỏe mạnh. Bà con ơi, bồ câu là những người không nên ăn, là như thế này là không nên ăn nè. Người bị sốt nóng, huyết áp, bệnh tim, mắc bệnh gan, đau bụng, tiêu hóa kém hay dị ứng là không nên ăn bồ câu. Còn nên tốt cho sức khỏe, một tuần ăn không quá hai con, tránh ăn bồ câu với gan heo, thịt heo, nấm đầu khỉ, không ăn cùng bị tôm đó nha bà con, cá giết. Bởi vì những loài này nó giàu vitamin A, B, E, canxi, sắt và tế bào não, trí nhớ phát triển, trí não giúp cho phụ nữ huyết hư ổn định tốt và tắc kinh cũng được giải quyết tốt. Dạ, bà con nhớ đăng ký bà con ơi, đăng ký chia sẻ bà con ơi. Chào.